đi ôn thi đại học, nam sinh 19 tuổi tử vong khi tắm sông. Ước mơ vào đại học của nam sinh 19 tuổi đã khép lại khi em bị đuối nước. Sáng ngày 26 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm vớt được thi thể anh Nguyễn Tất Thành, 19 tuổi, trú huyện miền núi Quỳ Châu, bị đuối nước mất tích trên sông Lam. Thời gian gần đây, anh Thành rời mảnh đất miền núi Quỳ Châu xuống lò luyện thi tại huyện Thanh Chương để thực hiện ước mơ vào đại học. Chiều ngày 25 tháng 5, thời tiết nắng nóng oi bức, anh Thành cùng hai người bạn rủ nhau ra sông Lam, đoạn qua xóm Tường Dinh, xã Đại Đồng, tắm. Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang tắm, anh Thành không may bị đuối nước trên sông Lam và mất tích. Nhận được tin báo, người thân đã vượt hàng trăm cây mi xuống hiện trường tìm kiếm anh Thành. Chính quyền địa phương huyện Thanh Chương triển khai lực lượng cứu nạn khẩn trương tìm kiếm anh Thành. Sau đó, thi thể anh Thành được phát hiện cách vị trí anh tắm khoảng 500 mét. Cô giáo Trương Thị Thắm, giáo viên trung học cơ sở ở Quỳ Châu, mẹ của anh Thành, quả khóc, thương con trai khi thi thể con được đưa lên bờ. Sáng nay, nhóm xe cứu thương không đồng, nhóm trái tim xứ Nghệ đã giúp người thân nhận, đưa thi thể anh Thành về quê nhà, ở bản Lầu 1, xã Châu Bình, tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương. Cũng tại Nghệ An, chiều ngày 25 tháng 5, em Lương Thị Bảo Anh, 11 tuổi, học lớp 5 và em Lương Thị Minh Trang, 9 tuổi, học lớp 3, cùng chú xã Xá Lượng, huyện miền núi Tương Dương, cùng các bạn ra sông Nậm Mộ tắm mát. Trong lúc tắm, nước chảy xiết, cuốn trôi hai em Bảo Anh và Trang. Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Tương Dương đã huy động lực lượng xuống sông Nậm Mộ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn hai em. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Anh đã được tìm thấy, còn em Trang bị nước cuốn mất tích. Sáng ngày 26 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tương Dương đã thăm hỏi, động viên gia đình hai em.